xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Let's Go Yankee. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm một vị khách đến tham quan làng du lịch Mỹ Khánh để chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ như thế này nữa nha. Và bây giờ bắt đầu cùng mình đi kiếm khách thôi nào. Khách ơi, khách à. Thì đó có một anh rồi nha. Chào anh ơi, mình có thể tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ được không ạ? Cho em gợi ý cái mic nha. Dạ, anh cho em hỏi là anh tên gì, anh đến từ đâu ạ? Em tên Phúc Thiên. Anh Thiên, rồi. À dạ, anh ở Cần Thơ luôn. Và em có một cái trò chơi nhỏ như thế này là em sẽ có 15 câu hỏi. Là anh chị sẽ trả lời chọn bất kỳ ngẫu nhiên một số nào trong các câu hỏi dưới trên. Rồi em sẽ hỏi anh trả lời đúng 6 câu hỏi thì anh sẽ nhận được một phần quà bất kỳ. Rồi anh đến đây anh đi du lịch là anh đi theo tour hay bạn đi một mình ạ? Đi theo tour. Theo tour rồi. Đây là lần thứ mấy anh đến Mỹ Khánh rồi? Lần thứ 5, thứ 10. Đi nhiều vậy luôn á? Không nhớ, tại anh đi ngoài. À rồi, rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Rồi anh có thể chọn một số ngẫu nhiên. Thì từ số 1 đến số 15 anh chọn số mấy cũng được, rồi em sẽ hỏi câu hỏi. Là hết số nào chọn số đó? Dạ đúng rồi, 6 câu á. Rồi câu thứ nhất anh sẽ chọn giùm em số mấy ạ? 1579 rồi. 1579. Em sẽ hỏi, vậy là em sẽ cứ theo 1579 em hỏi tới nha. Làng du lịch Mỹ Khánh thuộc huyện nào của thành phố Cần Thơ? Phong Điền. Dạ đúng rồi. Làng du lịch Mỹ Khánh có tiết thú nghệ thuật là con gì biểu diễn? Con khỉ. Chắc không? Con khỉ. Rồi, làng du lịch Mỹ Khánh có thư giãn massage cá đĩa chân là giá bao nhiêu? 10.000, 20, 40 nè. 20. Anh có đi, anh đã từng đi ra hồ ngồi cho cá nó rỉa chân chưa? Làng du lịch Mỹ Khánh có trải nghiệm cá chép búa bình giá bao nhiêu ạ? 10, 20, 40. Tại vì nó chưa đi anh đóng đại đi ha. Dạ. Chắc cũng 20. Dạ không, 10.000 thôi. Vậy là anh phải đi thử rồi, trải nghiệm thử rồi. 1, 5, 7, 9, 4 câu rồi, 2 câu nữa. Số 8 hay số 4 đi. Làng du lịch Mỹ Khánh có trải nghiệm câu cá sấu là giá bao nhiêu? 10.000, 20, 40. Mọi câu nha. Chắc 40. 10.000 thôi. Làng du lịch Mỹ Khánh có nhạc cổ Nam Bộ hơn 200 năm tuổi đúng không ạ? Đúng. Đúng, trên 100 năm tuổi. 200 ở dân đúng đi. Rồi, bây giờ thêm một câu nữa đi. Em hỏi bất kỳ nha. Ok, không hỏi gì. Làng du lịch Mỹ Khánh có khu khám phá cội nguồn phương Bắc đúng không ạ? Cội nguồn phương Bắc. Khám phá cội nguồn phương Nam. Rồi, thêm một câu nữa nha. Làng du lịch Mỹ Khánh có trải nghiệm là bơi xuồng nè, đạp vịt nè đúng không? Đúng rồi. Trước mặt luôn. Rồi bây giờ thêm một câu nhé. Làng du lịch Mỹ Khánh có khu trò chơi 12 tầng địa ngục đúng không ạ? Không, 18 tầng. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ là thêm 4 câu nữa. Còn đâu nữa là 4 câu còn. Rồi anh hãy kể cho em một con vật mà anh được nhìn thấy trong làng du lịch Mỹ. Vậy là anh phải đi thử rồi, trải nghiệm thử rồi. 1, 5, 7, 9, 4 câu rồi, 2 câu nữa. Số 8 hay số 4 đi. Làng du lịch Mỹ Khánh có Trại Khánh nè. Nó có tên là gì, màu sắc của nó như thế nào, nó ăn gì và tiếng kêu của nó ra sao? Chó. Chó. Là con chó anh được thấy ở đâu ạ? Ở chi chó. Nó có màu gì vậy anh? Có đủ loại màu. Con có đủ màu. Nhưng mà chân thì nó là màu nâu đất. Màu đen.
Dạ. Rồi ở làng du lịch Mỹ Khánh có đua heo, đua chó, đua khỉ luôn nè, đúng không? Đua heo, đua chó. Chứ không có đua khỉ. Dạ rồi. Ngồi đi đây cho tụi con có bóng tôi đâu. Làng du lịch Mỹ Khánh có khu tinh chế và bán sản phẩm là từ yến đúng không? Như là chưa biết. Chưa biết. Vậy là một xíu anh phải đi trải nghiệm thử rồi. Là ở ngoài là có khu tinh chế để nuôi. Người ta nuôi yến này, người ta lấy từ yến trong đây người ta nuôi, người ta bán luôn, chế biến mà người ta bán. Thì cảm ơn anh đã tham gia trò chơi nè. Thì bây giờ anh sẽ chọn được giùm em một món quà bất kỳ nha. Là sẽ có hả? Các món quà để không giờ đúng. Rồi rồi. Thì trả lời đúng ba câu hỏi là mình sẽ được một cái dao cạo râu như thế này. Còn bốn câu hỏi thì sẽ là một cái gấp vỉ nướng á. Khi mình gấp cái này nó sẽ không bị nóng. Hoặc là một cái giá đỡ điện thoại. Khi mà trả lời đúng 5 câu hỏi thì sẽ là một cái dây cáp sạc 3 đồng. Còn đúng hết 6 câu hỏi thì mình sẽ được một cái đèn như thế này. Ủa sao nó không cháy vậy ta? Cáp em hết pin. Không, mình mới có hay gì. Đây đây. Sẽ sáng đèn như thế này. Dạ. Nó xài là cái điện thoại. Dạ, cục, mình có cái cục cáp sạc ở nhà, cái dây điện thoại á. Thì mình cứ ghim vô cũng được. Thì anh sẽ lấy cái nào? Bây giờ tại nhà dây có dây cáp sạc. Dây cáp sạc, rồi, em gửi anh. Rồi, em cảm ơn anh đã tham gia trò chơi nè. Và khi mà anh đến với làng du lịch Mỹ Khánh á, thì anh có trải nghiệm khi đến đây cảm nhận của anh như thế nào về làng du lịch Mỹ Khánh? Trong lành, tóc mát. Nhiều trò chơi, nhiều phong cảnh phong phú. Cảm thấy rất là yên bình vô đây. Rồi anh thấy mấy bạn nhân viên hoặc là các cô chú, anh chị nhân viên ở đây á, người ta phục vụ như thế nào? Vui vẻ, nhiệt tình. Dạ rồi. Thì anh đi vòng vòng ở đây thì anh đã có trải nghiệm tham quan, mua sắm hay là ăn bất kỳ cái món đồ ăn nào ở đây chưa? Rồi. Anh thấy đồ ăn đây như thế nào? Ngon. Rồi thì em cảm ơn anh đã tham gia trò chơi này của em. Và vừa rồi là chúng ta đã hỏi được một anh đến từ Cần Thơ rất là dễ thương nè. Thì trò chơi đến đây là để kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye. Rất là hấp dẫn.